Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà món cơm cơm chiên Thái Pineapple. Ở đây thì mình có tôm nè. Tôm này thì bữa nay của mình nó hơi bị nhỏ đó, nên mình dùng nguyên con. Thì mình muốn dùng nguyên con thì dùng, còn muốn không thì con tôm mình cắt làm ba cũng được. Rồi ở đây thì mình có là trứng. Rồi, cơm, mình chiên cơm thì cái này là cái chấm của mình rồi ha. Ở đây là mình có nè, hành tây sắc vuông nhỏ, thơm, hành lá, này lá quế. Đúng ra mình phải có thêm một trái cà chua nữa, nhưng mà cà chua nhà mình nó nhỏ xíu à, mà nó không có, nó nước nhiều lắm nên mình không muốn bỏ vô cơm, mình sợ cơm nó bị nhão. Còn ở đây á, cái dĩa này là cái sốt khô. Thì ở đây á, là một muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê curry. Curry là mình xài cà ri Ấn Độ mà cà ri Anh Hai đó. Đây là năm cái trứng gà ha. Còn ở trong cái chén này á là mình dùng nước mắm, đúng ra nước mắm mực, tại vì ăn thường thường mà mình đi chiên cơm Thái thì mình dùng nước mắm mực cho nó cái mùi nó mạnh lên, nhưng mà mình dùng nước mắm này, mắm Việt Hương. Còn mình thấy chắc chắn là mình phải dùng cái nước tương của Thái nha cả nhà, mà bằng mushroom đó. Mình dùng như vậy là ba muỗng nước tương, này ha, rồi hai muỗng nước mắm. Rồi bây giờ là mình sẽ đi xào cơm nha. Cái này rất là đơn giản thôi, không có nhiều cái vật liệu. Thì mình muốn á là thêm một trái cà chua nữa, thì mình cũng cắt hột lựu như vậy, bỏ hột rồi cắt hột lựu. Còn nhưng mà mình không có bỏ vô. Rồi với hột điều casserole á mà mình hết rồi. Bây giờ ở nhà mình ăn thì mình còn gì mình làm nấy trong bếp của mình mà. Còn nếu mà mình làm đi tiệc đi tùng thì mình sẽ làm cho đúng đủ. Còn ở đây bây giờ mình làm cho nhà, thành ra thôi thiếu một món cũng không sao. Chỉ là hột cá siêu mới nhìn nó hột điều. Hột điều. Ok, thôi bây giờ mình sẽ đi sơ chế cái tôm trước nha. Chế miếng dầu vô trong đây. Dầu thì mình dùng dầu gì cũng được, nhưng mà tại vì mình có cái dầu hành đó, mình thắng hành là có là còn đó, thành nên mình sẽ bỏ vô. Bốc khói lên luôn cả nhà. Nhà thấy cái hút mới rồi nè, hút dễ sợ không? Đó, khói bay lên là nó hút hết rồi đó. Cái này là mình tao cho nó khi nào mà nó chín hai mặt hết rồi thì mình sẽ bỏ ra nha. Đó, mình cho nó chín hai mặt rồi mình sẽ bỏ ra. Thường thường á mấy cái chảo nâng stick á thì nó lại nhỏ, mà cái chảo mà không có nâng stick á thì nó lại bị nó sâu cả nhà. Mình chịu khó đảo hơi nhiều nhiều tay một tí. Đó. Rồi mình sử dụng luôn cái chảo này luôn. Sử dụng luôn cái chảo này thì mình sẽ cho 5 cái trứng vô. Cho hơi chín chín chút cái mình làm đó, chán ra rồi ha. Mình như vậy được nha cả nhà. Xong bắt đầu mình sẽ bỏ cơm vô nè. Bỏ cơm vô là mình cứ xào thôi.
cơm mình nấu cái mình để cho nó nguội nha, mình múc cho nó nguội. Phải mua cái chảo khác nữa bà. Chảo này thấy không mê rồi đó. Bị dính á. Dạ. Thấy không mê rồi đây. Như vậy mình sẽ bỏ cái gia vị khô trước nha cả nhà. Đó. Curry rồi này kia mình bỏ vô ha. Rồi tiếp tục. Nói về cái ngon lắm đó. Nước thơm. Nước thơm mùi curry nè. Cũng dễ ăn. Dạ. Yeah. Rồi mình trộn như vậy. Xong xuôi mình sẽ cho hết cái chén nước này của mình vô. Đổi chảo cả nhà. Mình muốn cho nó rộng rãi để mình làm cho nó khỏi bị văng ra ngoài đó. Mà giờ nó dính quá thôi nè. Chảo dính quá. Thất bại. Thất bại mình mua cái chảo này rồi. Không sao. Giờ mình đặt chiên qua cái chảo này. Nãy giờ rồi thì hộp cơm của mình nó cũng tắp ra hết rồi cả nhà. Rồi bây giờ nó rời ra. Đó, nó rời ra mà nó kêu tắp rồi đó, là cái này, cái cơm của mình là nó ok rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ cho là hành nha, hành tây nè. Hành tây mình đừng có để cho nó chín quá ha. Đó, mình cho hành tây cho trước. Cái mình xới một chút. Cái hành tây này á, thì cái hành này là mình ăn cái hành ngọt đó cả nhà. Cái này á, thì là cái thơm tươi nhưng mà mình bỏ đông đá qua rồi đó. Thì bây giờ mình cũng lấy ra mình cắt. Muốn cả nhà mình muốn ăn nhiều thêm thì bỏ nhiều thêm thôi, không có cái gì ấy hết. Đó, rồi mình bỏ vô ha. Đó, để mình múc miếng cơm, cái có miếng thơm, nó rất là ngon. Mà cái thơm này á, mình không có xào mà đến cho nó chảy nước ra luôn ha. Mình cho nó chín cái cơm của mình là được rồi. Nó đổi cái màu một chút là cái thơm của mình ok. Cái thơm của mình đổi màu vậy về được rồi ha. Củ hành của mình cũng hơi còn giòn giòn nha các bạn. Rồi tôm mình bỏ vô, tại cái tôm hồi nãy mình có xào qua rồi. Đó, bây giờ là mình trộn tiếp tục. Cái tôm mà được cái tôm lắc tiger á, cái tôm mà tôm cái vỏ đen á, là mình khi mình chiên cái này màu đẹp hơn nữa. Wow, nhìn hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Dạ. Đây là gần xong một đĩa phải không em? Đúng rồi, giờ xong rồi nè. Giờ vậy là cái vô bàn thôi. Ngon lắm, món cơm này là ăn ngon. Lâu lắm rồi em mới làm lại đi chứ. Sẽ bỏ lá quế vô. Còn này mình sẽ trang trí trên mặt nha. Như vậy là mình có một bữa cơm ngon rồi. Đó, vậy thôi. Rất là thơm. Cái cơm Thái á, mình cũng chiên hơi khác với cái cơm Tàu. Cơm Tàu là nó rời, nó khô ngắt luôn. Còn cơm Thái á, là mình chiên nó hơi nặng tay mình một xí. Giống như hơi ướt một xí vậy đó. Rồi, vậy anh sửa sàn vô bàn, hai vợ chồng mình ngồi ăn tâm sự với đại gia đình chút xíu em ha. Ok. Hello, xin chào đại gia đình. Trở lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay cả nhà ơi. Hôm nay cũng như vừa rồi bà xã mới chia sẻ cái món gọi là cơm Thái không em? Cơm Thái. Pineapple, fried rice. Fried rice apple ha. Trong này nó có khóm rồi, tôm. Yeah. Rồi mời đại gia đình thưởng thức thử cái món này coi. Có ngon không thì mình chia sẻ cho cả nhà mình biết thêm. Yeah. Thank you bà xã. You're welcome. Đấy. Mình bữa nay có thêm ly nước rau má. Hôm nay mình ăn muỗng, không có ăn đũa. Wow, ngon quá em. Ngon hả? Ừ.
nó khác cái vị cơm của tàu ha. Đúng rồi, khác chứ. Xin mời cả nhà. Cái món cơm này các bạn biết mình ăn á, nó hấp dẫn cái là nhờ nó có cái khóm nữa. Nhai. Ăn xong nó nhai trong cái miếng khóm á. Nó bắt. Dễ ăn. Đi chơi mấy ngày về xong xuôi, đi gần tuần lễ về xong xuôi trở lại công việc cũng hơi bận rộn các bạn. Nói chung là cũng bận biểu. Rất là bận biểu cho công việc của nhà rồi tiện. Cơm vừa ăn nữa sao? Ngon quá. Cái cách thức chia sẻ của bà xã vừa rồi đó, chia sẻ rõ ràng hết với đại gia đình của mình, như các em cháu, như là cô chú, như các bạn đó. Mình có biết cái món này rồi, cái chia sẻ được cái công thức cái món này đó. Ví dụ như các bạn đi tiệc tùng hay là bạn bè đến nhà chơi cuối tuần, làm cái món này, đãi mọi người ăn cũng ngon lắm cả nhà. Món này nói chung thì nó cũng không có cầu kỳ gì. Cái gia vị của nó chỉ có tôm nè, rồi hành tây nè, đó thơm. Rồi thơm, trứng, chỉ có vậy thôi. Rồi thêm cái hành nữa thì các bạn sắc mỏng nhỏ ra để trên cho nó, mình đi co cho cái đĩa nhìn thấy nó bắt mắt. Nếu mình có dưa leo thì mình sắc mình để một vài miếng chung vô. Dạ, dưa leo. Dạ, dưa leo. Ăn miếng nhiều có dưa leo cũng được. Hay là hoặc giả thêm vài lát cà chua nữa em ha. Cà chua là cắt vuông bỏ vô đây rồi. Nhưng mà tại vì bữa nay em không có, em không có bỏ vô. Vậy hả? Cà chua với hột điều. Bữa nay thì mình thiếu hai món đó. Cái này dễ ăn nè. Dễ. Là đi làm mang theo ăn cũng được nè. Dạ, đi làm đem theo thôi. Hâm lên ăn. Hay là mình làm nếu mà lỡ nhiều quá đó, thì mình bỏ lại tủ lạnh ha. Mình vẫn đem ra mình ăn, mình hâm lại mình ăn cũng ngon. Đúng rồi. Giữ lâu được. Giống như cơm chiên thôi. Này là vừa ăn, giống như hồi nãy mình nói như cái công thức như vậy là vừa ăn, không mình không có nêm thêm nêm bớt gì hết trơn. Và uống nước rau má, ăn cơm Thái, mua rau má lon của Thái Lan của Thái Lan luôn. Đây ăn Thái hết. Mấy ngày này nghe tin của Việt Nam mình nó tự nhiên Đà Nẵng bùng phát trở lại đấy. Nghe thì cũng buồn cả nhà. Đó là quê hương của mình thứ nhất. Thứ hai nữa là Việt Nam của mình đã khống chế như vậy gần đến mức cuối cùng rồi, em thấy không? Rồi cái đùng cái gây một vài bệnh dịch nó bùng phát lên trở lại, nó làm cho bà con đất nước đều lo lắng, thì mình cũng rất là lo. Ở phương xa thì dẫu có bên Mỹ hiện tại bây giờ thì nó cũng đang bùng phát dữ đó. Đang bùng phát chứ cũng chẳng có tốt cũng hơn. Chẳng tốt lành gì đâu. Nhưng mà nghe đến quê hương của mình mà nó bùng phát như vậy thấy nó buồn. Với mình thật sự nói mình rất là trông cho cái bệnh này nó qua đi đó, cho lẹ để mình đi về Việt Nam. Mình rất là mong luôn á, mà bà con thăm nhà thăm mẹ rồi mà bây giờ cái trở lại nữa rồi khổ ghê. Em là chính thức là mấy năm rồi xã? Như năm 2012 tới giờ. 2012 đến giờ là 8 năm rồi mà xã chưa về. Nhưng trong vòng 8 năm này thì mình cũng có về nhiều lần. Anh thì có mà em không. Về hầu như là cũng năm nào cũng về đó. Đó. Nhưng mà năm này tự nhiên cái hai vợ chồng đã lên lịch hết rồi. Là muốn đưa bà xã về thăm mẹ và thăm quê hương. 8 năm này bà xã chưa về cũng nhớ. Rồi cuối cùng thì đụng một cái thôi, vỡ mộng luôn. Bé mình đang hy vọng là Tết này được, nhưng mà giờ không biết sao đây. Trở lại nữa rồi không biết có được về Tết hay không.
Nhưng mà anh thấy là Việt Nam mình, anh cũng đọc có nhiều cái thông tin đó, anh thấy chống dịch cũng quyết liệt đây, rất là kỹ á. Phải cách ly rồi kia. Cách ly rồi chặn từ ngõ ngách. Việt Nam mình nói chung là rất là cũng là quyết liệt về cái chống dịch đó. Nhưng mà sơ suất một vài người để mình lột vào như vậy đó, làm cho cái đất càng, nước quê càng hương kỹ, nó càng tốt chứ. Cho hết. Với chừng nào có vaccine thì mới ấy được. Đúng rồi. Thấy cũng lo. Ở bên này mình cũng không được đi đâu nhiều, mình cũng không được đi đâu, mình cũng thấy giống như quay quẩn thì thôi. Máy bay thì cũng không dám đi. Máy bay cũng eo. Đủ thứ hết. Mình đó thôi, cũng mình không chỉ cầu xin thôi, chỉ cầu xin lên trên thôi, chứ giờ mình vừa phải cẩn trọng rồi mình vừa kỹ lưỡng nữa thì sẽ hết lẹ. Các bạn mình hãy vô làm cái món cơm này ăn nha. Cà ri thì mình cũng có chia sẻ với cả nhà mình rồi. Là mình cà ri, mình xài cà ri Ấn Độ á. Cà ri Ấn Độ á, của Vinaco hả? Dạ, Vinaco. Vinaco. Mình thích. Từ ngày xưa tới giờ là mình mua cái loại Ấn Độ, cái cà ri đó mình ăn thôi. Mình mua ở bên này cũng nhiều loại lắm, nhưng mà không biết sao cái mùi vị mình lại không có thích bằng cái mùi vị cà ri này. Rồi lúc trước người ta chưa có nhập qua bên đây bán á. Mà mỗi lần em về á, là em nhớ không, em đi mua cà ri dầu nè, rồi cà ri bột qua để dành ăn. Giờ có rồi, bây giờ nhầm chợ có chợ Việt Nam có bán nữa, thành ra mình không có phải mua bên Việt Nam. Lúc mình về là mình đi ra ngoài chợ Bến Thành, lại chỗ cái tiệm anh Hai cà ri đó, anh Hai bán cà ri á. Bà xã mỗi lần mà về Việt Nam là thôi chứ tỉ mỉ lắm, đi mua từng ly từng tí rồi để dành được qua đây. Dạ, mình thích cái gì mình mua. Như bây giờ thì bên này thì nói chung đồ cũng đầy đủ rồi. Giờ đầy đủ, giờ đồ nó đầy đủ rồi các bạn, cho nên mình cũng đỡ bớt. Như ngày xưa thì nói chung là mỗi lần đi về cái là cẩu 3-4 thùng qua để dần mình ăn. Nhất là mình mua mắm hả, rồi mua gia vị đồ nêm đó. Giờ không cần nữa, giờ quá chừng, với giờ mình nấu cũng ngon rồi. Hồi xưa không biết nấu. Mình mới học nấu thì mình phải cần mua những cái mà người ta làm sẵn, người ta chia sẻ, người ta bán cho mình. Còn bây giờ là mình biết rồi, thì trong nhà bếp mình có gì có thể mình chế qua chế lại cũng được. Thành ra cũng đỡ cái đó. Hồi đó mình đâu biết nấu ăn đâu cả nhà. Ngày xưa em còn mua sách vở nữa chứ. 30 năm về trước là mình cũng không có biết nấu ăn đâu. Mình cũng phải là mua sách vở về coi rồi nấu. Chứ cũng không phải mà giống như giờ mà có Google rồi hay là có không. YouTube rồi hay là có nhiều. Như bây giờ các bạn đó muốn ăn nấu ăn đó, các bạn vô YouTube xong cái là bật lên coi cô nằm cái là thấy có món ăn em ha. Chứ ngày xưa thì không có, ngày xưa phải dùng qua sách vở không cả nhà. Phải đọc sách, đi làm về tối cái nằm coi món nào rồi. Mà đọc sách nó rất là khó nấu nha. Đọc sách khó nấu hơn là khi mà mình nhìn người ta nấu. Mình nhìn ta nấu nó dễ. Còn mình thầy mình chỉ có đọc qua thì mình biết là như vậy, gia vị đó là đó, nhưng mà không biết là trước sau làm sao. Còn khi mà người ta nấu, người ta chỉ cho mình á, thì mình được coi video á, thì nó rất là dễ. Cái nào bỏ trước, cái nào bỏ làm sao rồi này kia. Còn sách thì em phải đọc qua tới đọc lui, đọc nhiều lần. Đọc nhiều lắm mà nhầm lúc hồi đó là mắt mình nó hả là tỏ. Là nhiều cái chữ có chút xíu à, vậy mà còn khi người ta in cái nó bị lem nữa. Sau này hết á, là mình mua được mấy cuốn sách của cô Cẩm Vân hả, với cô Thảo,
đó, mấy cái cuốn sách sau này á, là in luôn cả cái dĩa đồ ăn, chỉ cái món nào vô món nào này kia đó, nhìn vừa đẹp nữa nha, vừa đẹp mà vừa đọc dễ nữa. Mình nhớ hết. Bởi bữa lâu lâu có mình lục ra mình thấy. Đây cái sách của mình. Vậy đó các bạn, thì vợ chồng Bình Huỳnh cũng cố gắng mỗi ngày dành một thời gian ít ỏi để chia sẻ công thức. Thứ nhất là bà xã có được những cái món ăn gì hay là biết thêm được cái gì đó thì bà xã cũng chia sẻ ra để cho các em cháu cũng như cô chú anh chị trong kênh YouTube và những bạn trẻ mà mình lúng túng những cái món ăn mà mình nấu chưa được đó thì mình cứ vào kênh này rồi các bạn sẽ thấy thêm những cái món ăn rất là đơn giản mà rất là hiệu quả, ngon các bạn. Ăn cái món cơm thái rất là ngon. Nếu mà mình thích cà ri hơi nhiều, hơi mùi nhiều một chút thì mình bỏ thêm. Nhưng mà mình hồi nãy là mình chiên như vậy cho khoảng 5 người ăn đi ha. 5 người ăn thì mình chỉ dùng có nửa muỗng cà phê cà ri thôi. Dùng ít thôi. Cái mình thích á, thì mình thêm, mình không thích thì mình bớt ra. Nhưng mà đừng có bỏ, nếu mà bỏ thì nó không có ra cái món đó. Thành ra mình vậy đó. Thôi vợ chồng Bình Huỳnh cũng xin tạm ngưng của video ở đây rồi. Trước khi xin chào tạm biệt cả nhà, cho hai vợ chồng gửi lời cảm ơn hết đại gia đình của mình trong kênh YouTube. Lúc nào cũng thương yêu mến vợ chồng, rồi ủng hộ vợ chồng. Những câu comment cũng như là đăng ký kênh nữa các bạn. Thấy vợ chồng gần được 200.000 lượt đăng ký rồi. Wow, mới được mà lại ghi không? Rất là vui các bạn. Mình cảm ơn hết cả nhà. Mình cảm ơn hết tất cả. Trước khi chào tạm biệt thì cho vợ chồng Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc đại gia đình của mình một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Hẹn video ngày mai các bạn.